Hôm nay Tú sẽ quay cho mọi người căn 2703. Căn này thì vừa view phố vừa view biển. Thì đây là không gian bếp và lô gia cực kỳ thoáng. Thì mỗi căn hộ ở đây thì diện tích tổng thể của nó là 77,4 m², thì có hai lô gia. Đây là một phòng ngủ. Đây. Phòng ngủ vừa view biển, về Sơn Trà, vừa view về cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý. Đây là không gian sảnh cực kỳ đẹp, địa điểm này là bắn pháo hoa là xem cực kỳ phê luôn. Tiếp theo tôi sẽ quay phòng ngủ master. Đây là phòng ngủ master. Hiện tại căn này đang có giá cực kỳ tốt, tầm 4 tỷ 6 một căn. View cực kỳ đẹp.